À, chào buổi sáng tất cả mọi người nha. Sáng hôm nay ấy, thì mình đi thăm những cây cần câu cắm và một cái 12 cửa ngục của mình, nhưng mà hôm nay nước to quá rồi cả nhà ơi. Đây cả nhà ơi, cái ngạch trong này hôm qua chưa có nước nha, mà hôm nay nước chảy thông ra rồi. Đây nha, nước to quá rồi. Dưới đây thì mình còn ba cây cần câu cắm nữa, nhưng mà nước chảy xiết quá mình không gỡ nữa nha. Khi nào nước rút xuống thì mình đã ra thu cần. Ở dưới này này mọi người, mình có đặt một cái 12 bắt 12 cửa ngục ở đây nha. Giờ mình sẽ xuống thăm nha. Ô, có cá này mọi người ơi. Con cá giết rồi. Cá rô. Đâu dưới này, đâu dưới này được có mấy con bé bé này, con cá bé. Đây mọi người, có cá ăn nha. Này, con này con cá chốt này mọi người. Đánh gì ở mồi ấy. Hai con rô phi. Đây mọi người ơi, cá giếc nha. Này chỗ mình gọi là cá giếc nha, chỗ các bạn gọi là gì? Cần cà rô nữa nha. Đây con cà rô bé mình sẽ để nằm mồi luôn nha.
Bên cá rô bé mình sẽ để làm mồi. Còn đây là cá đục này, phải không? Đây mọi người ơi, hai con cá đục và bốn con tôm nha. Nhìn nha. Rồi, thất thu rồi mọi người ơi, nhưng được có bằng này đây nha. Giờ thì mình đặt lại rồi. Đó. Giờ mình lại đặt dọn về vị trí cũ nha mọi người ơi. Đây mọi người ơi, giờ mình đi thăm câu cắm nha. Mà nước lên to quá rồi. Ngập hết cần rồi. Không thấy cần đâu. À đây. Ô, có cá này hả nhà ơi. Cá mịt nha. Mình ở đây gọi là cá mịt. Này nốt lưỡi rồi. Nó mà đánh vào tay là đau đau lắm đi cả nhà. Để bẻ ngạnh nó đi nhá. Đây cả nhà ơi, cá nha. Cá nha. Hợp lý nha cả nhà, có cá. Đây mọi người ơi, thêm một em rô phi nha. Rô phi to nha. Có cá cả nhà ơi. Đây mọi người ơi, anh em nha. Con cá này nha. Của em
hẳn ạ. Con này hôm qua dính cá, hôm nay lại đụng dính. Ô, con cá nheo này, còn trứng rồi. Nghe tí mà nó còn trứng rồi. Có cá nữa cả nhà ơi. Ui, hiện được con cá mì cũng mình rồi. Cái này phải đánh lại nó trước đã, đánh đau lắm. Em ngồi chiến tiếp. Hai em nha.